Sáng ngày 19 tháng 4, công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT đã chính thức khai trương cửa hàng mang thương hiệu F Studio by FPT tại Vincom A, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn APR 2.0, là chuẩn cao nhất của hệ thống Apple. Tổng giám đốc FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp đã khẳng định, đến với F Studio by FPT, khách hàng không chỉ được tiếp cận với những sản phẩm Apple chính hãng mới nhất tại Việt Nam mà còn được trải nghiệm sản phẩm của quả táo trong một không gian mang đẳng cấp 5 sao. Tham dự buổi lễ có ban lãnh đạo công ty, các đối tác, giới truyền thông, khách hàng cùng sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và MC Trấn Thành. Các nghệ sĩ đã cùng lãnh đạo công ty giật băng khai trương và đi tham quan cửa hàng trong niềm vui sướng của các fan hâm mộ. Sau khi xem xét bảng giá niêm yết, nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng giá cả ở F Studio có phần rẻ hơn tại London và đắt hơn so với Zimbabwe. Sau khi hát tặng F Studio 2 bài liền, MC Trấn Thành đã bỏ nhiều thời gian đi khắp các gian hàng để trải nghiệm các sản phẩm khác nhau của F Studio. Cuối cùng, sau hàng giờ xem xét, anh đã nhanh chóng quyết định sử dụng dịch vụ thay miếng dán màn hình trị giá 50.000 đồng cho chiếc điện thoại của mình. Cán bộ nhân viên FPT ngày càng được hưởng nhiều ưu đãi khi sở hữu thẻ FPT Care. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, khi bước chân vào tất cả các nhà hàng Alfresco hoặc Pepperonis trên cả nước, thực khách xuất trình thẻ FPT Care sẽ được giảm giá 20% tổng giá trị hóa đơn khi ăn tại nhà hàng hoặc mua mang về nhà. Theo một cán bộ văn phòng FPT, trong thời gian tới, chủ thẻ FPT Care còn có thể được giảm giá mạnh mẽ hơn khi đi ăn lợn mán tại chuỗi nhà hàng Mường Bi trên địa bàn Hà Nội. Người FPT sẽ được khám bệnh, các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, xét nghiệm, tiền giường điều trị, thủ thuật hoặc phẫu thuật chọn gói, các dịch vụ công nghệ cao, phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thu Cúc Hà Nội với chiết khấu từ 5 cho đến 100% chi phí. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ chiết khấu 90% đối với dịch vụ điều trị chứng mổ bò văng tục trong các cuộc họp. Kể từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5, chủ thẻ FPT Care có nhu cầu chụp hình tại studio Lê Colley tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giảm giá 10%. Ông Lê Tiến Dũng, chủ studio tiết lộ sẽ giảm giá 50% cho nhân viên FPT có nhu cầu chụp ảnh nude để lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên của mình trước khi bị trầm cảm. Sáng ngày 24 tháng 4, gần 200 cán bộ nhân viên khối HO đã nô nức, phấn khởi rủ nhau đi khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại công ty. Đây là một hoạt động mang tính truyền thống được tổ chức hàng năm tại FPT. Ngay từ 8 giờ sáng, toàn bộ tầng 13 của tòa nhà FPT Cầu Giấy đã tràn ngập người, từ lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đến các cán bộ thuộc các ban chức năng của FPT. Các y bác sĩ Bệnh viện Thu Cúc đã tận tình khám xét người FPT không biết mệt mỏi. Tôi rất là xúc động vì hôm nay tôi khám sức khỏe định kỳ không phải mất tiền. Đây cũng là một nét ưu việt trong sự đãi ngộ với FPT. Thì tôi thấy năm nay sức khỏe của tôi nó cũng tốt hơn. Năm ngoái tôi đi khám, bác sĩ thông báo tôi là gan nhiễm mỡ cấp độ 1. Mà năm nay thì sau khi xem xét kiểm tra xong thì bác sĩ thông báo là tôi nó bình thường. Nên tôi thấy như thế là sức khỏe của tôi nó cũng rất là ổn định. Theo một thống kê chưa đầy đủ, năm nay tỷ lệ phụ nữ có thai của khối HO đã giảm đáng kể. Theo một bác sĩ uy tín cho biết, điều này đã chứng tỏ áp lực công việc ngày càng đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ, đặc biệt là khối HO. Ngoài ra, số người loãng xương cũng tăng đột biến. Các bác sĩ khuyến cáo người FPT không nên ngồi họp quá nhiều, đặc biệt là các cán bộ quản lý từ L5 trở lên. Chủ tịch công ty FPT Software Hoàng Nam Tiến đã quyết định tặng 20 bộ đồ bikini của nhãn hiệu Victoria Secret cho 20 nữ nhân viên đầu tiên xuống bể bơi FView Campus của FPT tại khu công nghệ cao Lão Hòa Lạc trong mùa hè năm nay. Điều kiện để nhận quà là các nữ nhân viên phải mặc bikini, chụp ảnh tại bể bơi với 10 tư thế khác nhau. Và có một yêu cầu đặc biệt nữa, đó là kích thước bikini phải nhỏ hơn 200cm². Được biết, bể bơi FView nằm trong quần thể sinh thái của FPT Software tại Hòa Lạc, rất sạch sẽ, được thay nước 5 ngày một lần, có phòng thay đồ cho người sử dụng.
tất cả cán bộ nhân viên FPT đều có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí với yêu cầu bắt buộc là phải mặc đồ bơi theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, từ ngày khai trương, rất ít nữ nhân viên F-Shop chịu cởi đồ xuống bơi. Chủ tịch Hoàng Nam Tiến tâm sự rằng, ban làm việc của ông tại F-View có tầm nhìn rất đẹp, hướng thẳng ra bể bơi, và ông rất buồn khi phải chứng kiến cảnh các nam đồng nghiệp mặc quần đùi vùng vẫy trong bể. Đó là lý do để ông quyết định bỏ tiền cá nhân mua 20 bộ bikini hàng hiệu này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quà tặng của chủ tịch F-Shop, hầu hết các nữ lập trình viên đều tỏ ra thất vọng và rất ít người đủ dũng cảm để nhận món quà quý giá này. Những bộ bikini mà anh Tiến tặng được đặt hàng theo tiêu chuẩn châu Âu, mà chúng tôi thì một ngày phải ngồi lập trình tới 12 tiếng, không có thời gian đi tập gym hay là tập thể dục thể thao để cải thiện bản thân. Thực sự là đã làm khó cho chúng tôi và có lẽ là chúng tôi không thể sử dụng được món quà này. Được biết, ông Hoàng Nam Tiến là người hâm mộ ngôi sao phim hành động Samantha Fox nên đã bị ảnh hưởng rất lớn khi đặt lô hàng nhạy cảm này. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.